Ở chỗ này là cô đang Cái thờ gì thờ à? đó, cái thờ ông bà già. Đúng rồi. Ờ. À. Đâu có ai người làm ta là thờ đâu có ai làm bằng thơ, ai quan tâm đến cô đâu có. Vợ chồng bỏ cái là cô hình như hay là cô thất tình luôn ta. Không, con em nghĩ cô giống như thất tình với cô Minh á. Giống thất chồng tình bỏ thì là chồng bỏ. Dạ. Thiếu nên như nhỏ. Cô có nhớ chồng không? Nhớ thương chồng không? Nhớ. Nhớ không? Có đêm cũng nằm mơ thấy. À có đêm nằm mơ thấy. Cả đêm hả? Cả đêm nằm mơ thấy chồng mà chồng không về hả cô? À, sao anh? Y như là cô Minh luôn đó rồi. Ờ. Như nhà cô Minh, chị cô Minh hồi hồi mà nhớ như cái cô cái gì Thao không? Gì Thao luôn á. Gì Thao là hồi đó mới cưới chồng cái là điên luôn đó. Đây này cô đây. Ủa là luôn. Ý là sao? Từng cô ứng hai bạn nữa đi điên luôn như ta như cô. Ý là từ lúc mà chồng bỏ đi là cô điên luôn hả? Nhớ đêm tại như đứa biết nói như thế nào biết tâm sư với ai ông mình cô đơn từ ngày chồng đây là cô như bị tâm thần luôn gì nữa thế này, bị đem rác đồ vô nhà này rác đây ô trước dọn sạch thế bây giờ đem vô nữa không biết làm như thế nào dọn xong ra là cô đem vô lại hả dọn xong lại không biết làm sao mình lại cười như đó đó trước đây đây ít một chút này anh thua chị. Ủa trước đây dọn sạch thế đây luôn đó hả? Ủa trước đây giờ nữa nhà này. À. Mình ra đốt sạch thế cũng đem vô nữa không biết đem cho mua rồi vô nữa. Nhưng mà cô lượng có rác này ở ngoài đường cô đem về nhà đó. Chắc là đó. Nhà ra đem vô ra mà chiếm. Đó là mất. Có này có này. Một kiếp không? Bàn uống ghê. Ui trời ơi. Không khác gì nhà của mình hồi xưa em dọn luôn anh. À. Ừ, để bộ chắc quanh nhà cái mi của mình luôn á. Ừ. Dạ cả nhà ơi, hôm nay hãy đến thăm hoàn cảnh của dạ. Wow. Ơi dạ. Chào cô ăn tối hả? Giờ là ăn tối rồi đó hả cô ha. Ừ. Cô ăn cái gì đây? Dạ. Tạo rồi cô khóc rồi. Dạ con ơi, con chào cô nha. Cô ở đây với ai vậy cô? Ôi sao cô để đồ trong nhà nó tùm lum vậy ta? Tạo rồi. Hãy cũng nghe hoàn cảnh của cô qua một chia sẻ của dạ. Cô nhát nhát ăn trong ốc cái lô này nhá, nó nhức nhậu lòng nó. Còn hạt nó cũng rứa, nó còn dầu nữa. Con dạ. Nó còn chết đánh con lấy cái đánh cô chứ đâu nữa. Ai đánh cô? Nó còn nó con gắng con biết này chút được không? Cô nói rõ rõ cho con nghe chút. Dạ quý vị ơi, hôm nay hãy cũng nghe hoàn cảnh của cô đó quý vị. Nghe nói là Dũng cũng y cái hoàn cảnh là cô Minh quý vị ạ. À. Nhưng mà cô thì không có hung dữ nhưng mà rác cô như cô quý vị thấy ở trong cái nhà của cô này ha. Ồ mà cô thờ ai mà cô cái này là bố mẹ của cô nó anh đừng có ai làm bằng thơ đúng. Cái này cô thờ ai ở trong này hả? Thế bà má của cô nó. Đâu có ai làm bằng thơ. Ôi trời ơi, ba má mà cô thờ sao cô để đồ tùm lum vậy cô? Ô chồng mẹ đây hát cứ nói cô nhát ăn trong họ ốc cái lúa nha. Cô thờ cô nấu cúng hả? Cô cái này cô cúng đây hả cô? Hả? Cúng ba mẹ đây hả? Cúng cái gì? Có đâu có tiền mua hương thấp đâu. Mắm muối ăn hết thì mới chín ăn hết. Wow, trời ơi. Ồ lá rồi gì tùm lum đây nè. Ủa ở sao giống như cô Minh ở ngoài Quế luôn á ha. Giống như hoàn cảnh của cô Minh luôn á nhưng mà dạ dạ em cảm ơn anh nha. Có anh cũng dẫn mình tới đây để thăm hoàn cảnh gia đình cô quý vị ơi. Hiện tại thì Hải cũng đang ở xã này là xã gì vậy anh? Xã Trần Mai. Đây nè cô hiện cao ăn cô cao ăn. Cô đi ăn mít chỗ rồi lấy tiền mua cao nhà trung trung kia dạ. mít ba nghìn hết gạo ăn mua gạo ăn á cô ha. Không có tiền ở mua nữa. Đâu dạ con cô ở ngoài này hả? Đây nè. Đây có cô tới nè. Có cô cô là gì của cô hàng xóm thôi. Ủa mà ở đây sao cô cứ để đem rác về nhà như vậy đó cô hả? Không có rác đó hả cô? Dạ dạ
Mày đang hỏi cô hỏi bà vậy? Không, ê, ê, không. Ủa sao đem rác vô nhà dữ vậy? Nhưng mà cô đâu biết chia sẻ ra nói nghe bà không nghe. À. Cứ đem cứ dọn xong rồi bà đem cô đem rác vô lại vậy hả? Đâu có ai dọn đâu, cho cô ở đâu. Chứ ai dọn, mình tự dọn nhà mình mà. Cứ xong bên cứ nói cô nhát miết chứ. Tự dọn miết, dọn thì bà thì cứ... Đâu có ai vô dọn, đâu có, không có ai vô dọn đâu. Chứ mừng mình cô đi dọn. Chứ năm ngoan chứ. Cô không đem ra khỏi nhà đi cô. Năm ngoan cô đem rác ra ngoài đi chứ cô để gì đâu mà trong nhà nó quá chừng nó là ô nhiễm môi trường nữa cô. Đây cô nhà cô để giống như nhà cô Minh, y nhà cô Minh luôn đó hả? Ờ. Nhưng có cái là ở trên này không có cái gì để đĩa đỏ để đĩa vô hiểu không, ở trên này nó đâu có rác giống như dưới nhà của Minh đâu. Của Minh là con mốt ở người người là cô Quế đi bỏ rác vô trong nhà vậy đó. À, còn cái này là sao, còn còn ở chỗ này là sao, ở chỗ này là cô đang thờ cái gì à? Cái thờ ông bà già đúng rồi. Ờ. Đâu có ai làm là đâu có ai làm ông thơ ai quan tâm đến cô đâu có. Dạ. Cho mẹ này cứ nói cô nhát ăn thì không làm chi hôm nay rứa cho mẹ này. Dạ. Cô phải cô ưng nó hồi trước đâu. Ở như rác như này cô đem ra ngoài cô để chứ cô để gì trong nhà cho nó bẩn vậy cô? Ý là cô ăn cái gì đây? Ăn mướp hả? Cô ăn nước. Cô đang ăn mướp hả cô? Mướp con tớ cho hôm qua đó, con cho thằng Hùng. Dạ. Yeah. Cho cô hai trái. Cô ăn mướp không vậy đó hả? Đâu có mì dâu ăn hết. Tiền điện cũng không có, đừng có ai làm việc ra biến hóa. Tiền điện cũng không có hả? Có bắt bóng điện mà không có bật lên do không có tiền điện. Mới bắt hôm qua, cô mới bắt hôm qua đó. Nhưng mà chồng cô là có khi nào về thăm cô không? Không. Không có với hai bà ba gì nữa. Có khi là chồng cô có vợ hai vợ ba bỏ cô với hai mẹ con cô ở đây luôn mấy năm rồi? Từ năm 89. Ui, từ năm 89 hả? 89 luôn à. Vậy là cô, con cô là được bao nhiêu tuổi rồi? Cô được mấy tuổi rồi? 55 tuổi. Cô 55 tuổi hả? Còn con của cô được mấy tuổi rồi cô? Năm 89, năm 90, năm 90 là năm 63. 69. Hả? 69. Cô năm nay là cô sinh năm mấy? Cô nên 69 hả? 70 đó. Ờ, à, vậy cô còn nhỏ tuổi mà. Từ 55 đó. Nhưng mà con là 89. Chồng bỏ từ năm 89 là 90, 90 năm này là 33 34 tuổi. 4 năm rồi. Dạ. Đó hư nói luôn chí tay nó. Đi về. Quen nó cứ thay cô thì chí với tay đem thứ mang dài không đi đến. Chắc là hay là cô. Ăn trong đô rác phát mình dọn đường dọn. Trời rác cô bỏ. Cô phát một mình rác cô ra phát cô lướm rác cô. Thấy giống như nhà của mình đó hả? Xóm bên này cứ nói cô nhá ăn không làm chi. Ông trời có mắt thấy cho mình làm. Đem thứ mang dài không đi đến. Con nít người dây cũng chí tay mình lớn. Đó đường của cô, đất của cô cứ hiến cho họ hết chứ không có mắm ăn, muối ăn, gạo thóc ăn. Cô có đi làm rẫy làm gì không cô? Vừa bị cái tai thương lớn nữa. Cô có đi làm rẫy làm gì không cô? Nó ăn làm rung làm đó nhưng mà cô đâu có không ăn không, nên ăn không ở không ngủ một chỗ thì mập ú nhỏ. Cô không, ăn không ngon ngủ không yên luôn. Sao mà ăn không ngon ngủ không yên cô? Lo nuôi thằng mình nuôi. Dạ? Bươi trời. Dạ bươi trời. Cô như ai đi lấy cho cô, một mình cô đi lấy. Cô có bị đau ốm bệnh tật gì không cô? Đau chứ tháng 2 năm tháng 5 năm 2022 này nằm yên im. Dạ. Tính cả bệnh nhân bạn em im một tháng. Cho bên này được đi đến đi thăm ở chứ một mình cô, mình cô của cô với cháu. Lấy bịch cá cho cô thì. Lấy cho cô bịch cá. Rồi lấy cho cô bịch cá. Cô gạo ăn hết nó. Cô ấy là cô con lì xì cô nghe. Đây này. Để con mua đồ ăn nha, để con lấy con lái cho cô bịch cá. Hôm qua đi mua cá nhà trung trung ghi mấy bao nhiêu về ra trong mới chút lên ta cho con tới hiện nay hết sao lâu nó còn ít nữa, nó còn cho nó rau vô luôn dễ sợ. Dạ, quá chừng hả? Cái nhà mình nhìn thấy cái ánh sáng bên ngoài luôn. Tới mùa mưa là thôi này chắc. Đâu có ngủ được đâu. Trời ơi, cô ơi, cô đem cái rác này đem cô bỏ ra ngoài được không? Cô dọn rác được không? Cô dọn cái rác này ra ngoài sạch sẽ nhà cửa rồi có cô, gì cô dọn sạch sẽ đi mai tới tụi con lo tiền cho.
Con cho tiền cô điểm mua đồ ăn nha. Ừ. Cô dọn đi thì tiếp tục ngày mai tới con cho tiền nhiều hơn nữa. Nó lúc trời mưa vô thiết trơn trong nhà nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô dọn cái rác này không? Cô nếu mà cô dọn thì ngày mai tụi con tới giúp cô thêm. Ngày mai ra răm đau lưng nữa, răm răm làm nó đau lưng. Đau lưng hả? Đau lưng nhưng mà cô dọn được chứ, hút quăng ra ngoài đi cô. Đem ra được mà, có gì đâu, nặng gì đâu, đau lưng. Bị cái tay chân lớn, bác sĩ trường nói về nhà cô đừng làm gì. Nói đủ lý do. Giống như cô Minh nè. Không làm lấy cái gì ăn. Trời ơi, mà sao cô giống cô Minh thật luôn á anh Phúc à? Anh Phúc thấy sao giống người giống cô Minh không? Giống như còn gì nữa. Ừ. Vậy nhưng mà nói chung là sạch sẽ. Vẫn sạch sẽ, nấu ăn, nấu đồ. Mình coi vậy chứ, coi đồ ăn nấu vẫn ngon lành. Dạ. Vẫn ok, ở đây nè, coi nè. Không, bởi vì ở đây thì nấu cũng đơn giản. Thì không, họ nấu đơn giản nhưng họ xào, họ nấu, họ có cơm, có đồ. Như cô Minh là đồ thiêu thúi, đồ gì ăn luôn. Ừ. Thì quý không? Nhưng mà vô nhà cô thì không có hôi giống không nhà có cô Minh đúng không? Không có hôi như nhà cô Minh mà rác đây nè. Ừ. Để... với lại ở đây thì chắc giống như cô bị bệnh giống như cô Minh em nghĩ. Như cô Minh, tại vì ở dưới cô Minh là có đồ để đem về. Yeah. Hiểu không? Còn ở đây có rác gì đâu. Yeah. Bởi thực ra cái rác ở đây nó không hôi là vì cái rác ở đây là thực ra cái rác họ không có cái gì hết. Yeah. Tại vì trên này họ có ăn thịt ăn cá gì đâu hay là có trái cây cái có trái tiền, gì đâu hiểu không? Có tiền đi mua ăn đừng kinh không có tiền. Dạ yeah, đúng rồi. Thấy không? Cô Minh cô đói có lúc nó cô không hôi là nó nhờ là trên này cái rác nó. Lúc cô đói cô đi mua ăn tiền nhà mi nhà tuần ăn 100.000 cũng có tiền đi. Dạ. Không có tiền luôn con à. Không có tiền ăn chồng đâu. Bỏ chồng bỏ từ đâu, năm 8-9 giờ. Dạ. Đâu con người nói cắt tiền của cô nữa. Cô là tiền nó trả cho họ luôn. Tạo ghê luôn mày. Tạo chồng bỏ cái là cô hay là cô thất tình luôn ta? Không, con em nghĩ cô giống như thất tình giống cô Minh á. Giống thất chồng tình, bỏ là chồng bỏ. Dạ. Thương là như nhỏ. Cô có nhớ chồng không? Nhớ thương chồng không? Nhớ. Ừ? Nhớ không? Có đêm cũng nằm mơ thấy. Có đêm nằm mơ thấy. Cả đêm hả? Cả đêm nằm mơ thấy chồng mà chồng không về hả cô? Ừ. Ý là cô cả đêm cô nằm mơ mà không thấy chồng về à? Ơi, chào anh. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Ủa là cô sao mà em thấy cô để rác sao? Ở nhà nhiều quá. Con như nó thì sống trướng, làm gì nó cô như mình nữa. Ừ. Ý là cô có mấy... bà gì? Dì anh hả? Bà gì á. Vậy hả? Trời ơi. Thấy... hồi xưa là bà con đem con đứa này. Ồ, thật cắt tiền đấy chứ cô. Cắt tiền. Tiền dạy sao được. Cô để đâu, không có chú bố, không có chú để. Ôi chưa trời, để chỗ. Bỏ trong túi thôi chứ, cắt đi chứ. Không có túi. Để bỏ tiền. Hả? Nói, được con tiền phải là bà. Tí mình đi về là bà coi gì cắt không? Bà gì, không biết cắt chú mô, không biết. Thấy là có tiền đó, đem để vô trong rồi đó. Chú mô. Đem để vô trong. Để chú mô kìa bà. Ôi trời. Để đem lên lấy cá khô chú. Sao anh? Y như là cô Minh luôn đó rồi. Như nhà của mình, chị cô Minh hồi mà nhớ như cái cô cái gì Thao không? Dì Thao luôn á. Dì Thao là hồi đó mới cứ chồng cái là điên luôn đó. Đây này cô đây. Ủa là ý là sao? Từng cô ừ, hai bà nữa đi điên luôn như ta như cô. Ý là từ lúc mà chồng bỏ đi là cô điên luôn hả? Con nhớ đến đây như đứa được nói như thế nào, bị tâm sư với ai? Ông mình cô đơn. Từ ngày chồng đây là coi như bị tâm thần luôn gì nữa. Thế đấy, bị đem rác đồ vô nhà này. Rác đây, ôi, trước là dọn sạch thế, bây giờ đem vô nữa, không biết làm như thế nào. Dọn xong ra là cô đem vô lại hả? Sao lại. Không biết làm sao mới lại cười như đó đó. Ở trước là đây ít một chút này, anh thua chị. Ở trước là đây, dọn sạch thế. Ở đây luôn đó hả? Ở trước đây, dọn ở nhà này. Mình ra đốt nó sạch thế, cô đem vô nữa, không biết đem cho mua rồi vô nữa. Nhưng mà cô lượng cái rác này ở ngoài đường, cô đem về nhà đó. Đó, mà thằng gì có đúng kiến, ở chế độ đưa mình nô, cái đem nó bằng tăng, bằng tăng, mình sao mình hết mấy thằng tăng. Anh không phải đem vô nhà cô này. Là gì mì vậy? Nó có khô, các khô với lại cái món kèn này một trời của cô Tư là dương đó hả? Cái các khô này là của bên Mỹ, nói chung là mình mua lên để tặng mua hộ bà con, rồi mình cũng chia ra bà con ở đây đó hả? Ủa hồi nãy là có đưa cho anh xe cát á. Xe thoát á. Một bịch rồi đó. Dạ. Các khô này ở Đà Nẵng nè cả nhà. Nói chung là cá này ăn này rất là ngon này. Đây, cá bạc đường biên là cá này. Đây nãy thì con ái rồi.
đó, nói chung là cô... các cô đây nha, cô đem cô ngâm ở nước xong rồi cô đem chiên ăn hỉ. Cô ngâm ở nước nha, cô biết cái này không? Dạ. Biết biết ăn cái này không? Biết. Biết ăn cá khô này không anh? Biết. Hả? Biết mấy đồ chưa? Giống như thế ba ăn. Đây là còn cái đèn nữa, mặt tờ để hầu là anh ráp luôn cho cô ha. Chỉ mở ra luôn nè. À chỉ ra. Chỉ cho chị bay cho bà. Không, để anh hầu anh ráp chứ. Đâu gì nữa. Chưa mua thầy bà ăn chị. Cái này cũng bấm vào sáng rồi vậy thôi. Tâm nó trên đó dây đường sao. Ở đây cũng có điện nhưng mà do cô không có điện nên là bị cắt điện rồi nha cả nhà. Đây là cái đấm này. Đó nhà kia đó cô nhâm nó kia luôn lấy bơ đi cố công viên của cô này dễ thôi cái này đơn giản bữa tới hầu bữa anh qua anh ráp nha anh nó đơn giản lắm anh đây đây ráp giúp cho bà với ở đây 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 làm cái chi là trên viện cho bà biết trước một tay cũng quần áo rồi cũng áo quần áo không làm gì ông trời một mắt thấy ủa còn con của cô thì sao anh trai có nghe lời con nữa có con bên cạnh mà dọn rác là xong rồi cô đem vô lại nhà lại hả? Cái này dọn ra là bài gì là dọn vô nó không biết là sao nữa. À, sao vậy? Y của mình luôn á anh Phúc. À, có thằng Tân đó, thằng cô nữa không nói làm chưa? Thằng Tân thằng ba nhà cô nó nói cho nghe cô. Cạnh mớ, đâu nơi nhà? Nùng ăn làm chưa? Ờ, cho bóng đèn sáng quá rồi. Cái này cả nhà. Đưa ra nữa, bóng đem cái gì đưa ra? À, cứ dọn ra là cố dọn vô. Dạ, ở đây là đồng bào bà con gì? Đồng bào gì anh? Cà dông ha. Cà dông ở Nam Trà My, Quảng Nam á cả nhà ha. Ở đây là bà con ở miền núi cả nhà. Giờ ra giờ bông biết nói như thế nào. Trời ơi. Anh là John sát thế luôn. Để gắn có miệng cho cô là nhờ cháu sát. Đem cho mua vô nữa. Mình treo chỗ này được anh Phúc hả? Mình coi mình nghiên cứu mình treo chỗ này xong rồi mình đưa cái kia ra phía trước rồi không? Gắn luôn con điện cho cô đi để cho cô sáng. Nó đu chiến ạ, mình đi đêm nói nó gần đây anh nó cầm cắt tiền ao mà. Quá đẹp. À, cả nhà con điện rồi đó ha. Đó. Cái này clip nó. Giờ ê cá coi giờ bị hợp rộp ăn điện, ăn điện nữa quan tâm. Không có bác năng lực của trời, mình để. Để ngồi lấy cái gì anh ái qua bên này chụp anh em mình ngay nó. Có cái ghế gì không anh? Ghế. Có cái ghế. Ghế với, ghế. Tất nằm ủa, ở đây không có thang luôn anh à? Không có thang. À, bắt chung mô. Leo lên mấy nhỏ chứ đâu anh? Đây, anh lập cái thang. Đây, thôi được rồi. Ok. Rồi đưa cho em. Được. Cùm mới thắt đâu có ai quan tâm đến mình đâu ở shop bên này. Hồi nãy cô nhà ăn nhác ở nhác ở nhà đâu có ai làm cái gì. Kiếm cho em cái dây em cột anh ơi, kiếm em dây em cột. Cái dây á. À, đây. Để kiếm cái dây sắt kẹp cột đi. Ô cá ăn hết mang năm tháng tới không chẳng có qua cáp cho ta cái gì trơn này. Rồi ok. Nhức quá lắm. Ồ có cái cây đúng rồi luôn ấy. Trong nhà không làm chi nó cho ta được. Lấy dây được ra nó dây được ra. Đưa qua tới nhà đâu có một sợi thôi. Nói chi. Lấy em sợi thôi. Ta nói à mà đi đường người ta cấm. Ta có anh em nhìn tóc đen nên đến ba thằng hè đừng có để ớn người ta. Hình như cô giờ cô nói nó bậy rồi đó đúng không? Nói bậy chi đó. Nó bậy chi. Có à. Có người nói. Có nhức ông Lâm đó, là cô nhá không làm chi đó. Đó ông Nguyễn Thả Lâm kìa. Ta bờ mốt tầm nó nói lên đài lên ta. Nói chung là mình cột lên là cứng ngắc rồi. Dễ gì đó. Bắt điện thấy vui không cô? Anh này kiếm được cái cây động hay á chị. Vui chứ đâu mà bắn to tu chiến mà bắn tu ao năm ni. Nôm đi ngon. À bé thay.
Ở ta tầm nô. Trong ngoài bắt cô. Có phi có Arab hi chung chung. Bê bữa mà lẽ. Dạ. Cô mua gà nha chung chung. Bây giờ cô dọn dẹp giùm con cái này được không? Hả? À. Dọn dẹp giùm con này. Đây, bấm bấm cái ao tu lại sau rồi nó bị đó. Đó đi khám bệnh viện bị ảnh hưởng cho tim nó. Lên không nổi. À hết pin rồi. Đang sạc hết pin. À. Nó bằng điện không có tiền ta cho rồi họ cắt. Không có điện. Ông cô mà vô cắt bấm trước đó, nhà nhà cho bên nữa nó họ vô cốt bò đứt hết dây điện đó. Được bà dăm nói cái gì đó. Chạy cái này này. Ốp này, on này, ốp này. Tắt này. À. On này. Ok ok. Ồ, đèn đèn sáng rồi. Nè, con chỉ cho cô nè. Cô muốn sáng là cô bấm nút này nha. Ừ. Sáng là bấm nút này, cô bấm thử con coi thử sao. Anh chỉ cái nút on á. À đây này. Cái nút này này, muốn sáng nút này này. Đây này. Ừ. Cô con nút ba. Này này. Ba con ba cho cô. Đây. Bấm đi. Ừ. Đưa lên, đưa lên. Đưa lên trên. Đó, à, rồi sáng rồi đó. À, sáng rồi đó. Ừ. Nên mình tắt thì à, tắt cái mốt. Tắt, tắt bấm nút trên. Ừ, tắt đây, đây. À, đó. Ừ. Không, nút ốp á. Nút ốp á, ốp chứa này, à. Tắt này. Ừ. Đó, bấm mạnh vô, bấm đi. Thôi, giả lên, giả lên. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy đi, đứng dậy, bấm đi. Bấm đi, bấm bên nhả mà. Rồi, rồi. Bấm lại con sáng đi. À. Bấm vô, bấm con sáng. À, bấm ở trên sáng. Đây à. Đúng rồi, rồi thả ra, được rồi. Ừ. Bấm cái dưới tắt đi. Bấm cái thả ra liền. Ừ. Rồi, bấm trên cho sáng. Ừ. Bấm trên à? Sáng. Cô... Bấm cái đó cho sáng. Bấm đây cho sáng. Rồi, ok. Được chưa? Ừ. Để vậy được đó chưa? Cô không cần tốn tiền điện đâu nghe. Ừ. Ừ. À. Rồi, quý vị ở cô thì cũng bị cái mình vậy đó, cô cũng bị tạo kinh luôn á. Rồi cho bên này họ trong ác với cô lắm, cứ nói cô nhát. Thì trong bỏ. Họ hành hạ cho cô đủ thứ để cô chết, họ cướp cái đất này. Cướp que đất ruộng đó. Ừ. Ai nhân qua từ tháng năm đến thì cô nhà cô đã có tiền, cô ưng có chứ, ưng có không có tiền mua, không có tiền mua mà, đâu có làm việc xa viên có đâu có lương bóng. Giống như cô buồn quá, cô muốn có tivi giống như làm bạn đó, nhưng mà có tivi cô có dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ không? Dọn nhưng mà một đan đan dọn nên cô đi ăn. Cô hốt khách này đi, con đi con bỏ ông xe con chở con đi qua cho cô nha. Đây này, cô hốt cô bỏ trong cái bịch ni lông này nè, cô hốt đi. Không phải một mình ra cô ở đâu, còn rác mà mát đứa, còn nít đứa, thằng Tăng, thằng Bóng, thằng Hoàng dạ, ăn xong họ vứt cho đường rồi phát người ta lượm nó. Nhà phát. Cô để vậy ra là sao cô ở được? Họ hành hạ đủ thứ cô để cô chết. Anh chị của cô mất hết trên tranh, anh chị mất hết trên tranh, đâu có ai. Đi mình thì đúng mà da gan nữa. Chứ không có ai quan tâm nên mình ngon ngang, không có cần ai hết. Mình là ngày có đêm, sợ không qua nữa như họ đâu. Cô sợ cô chết rồi. Không ai thấy nữa. Mình để là nó là cô phải dọn dẹp sạch sẽ. Đúng rồi, dọn dẹp. Hồi nãy cháu cho 300 ngàn rồi. Cô cảm ơn con. Nè cô, bây giờ cô dọn dẹp sạch sẽ xong là ngày mai con quay lại đây con thăm cô nha. Rồi cô bấm đi, cô bấm cho sáng đi. Bấm cho này. À, sáng rồi. À, tắt đi, cô bấm tắt đi. Tắt đi. Rồi, ok, bấm cái nữa. Đứng lên trên này nè, đưa chỉ lên nó mới tắt. Bấm đi. Bấm dưới này nè, tắt nè, à, đó, rồi, đó. Tâm mà mình đưa sát về này mình bấm mới ăn ha. Ừ. Đây nè, bấm tắt nè. Cái nhà ơi mà cái nhà cô rác này thì nói chung để tự cô chứ còn mình giờ mình có dọn được. Đúng rồi. Đem vô lại đó. Ừ. Để tự cô đi, để dạy đi chứ còn người. Còn ấy rồi mình có. Đem vô lại. Hồi đó nó đầy chắc cao luôn vậy nè. Họ cười hé hé hả? Họ cười hé hả? Họ ăn ngon ngủ sướng, ăn ngon ngủ yên. Cô ngày đêm ăn cũng ngon ngủ cũng yên. Nhớ chồng cô hả? Tại chồng cô bỏ cô nên cô mới dạy hả? Họ còn hành hạ cô nữa. Cô không muốn nói, cô nghe hết. Ông trời thấy. Ông trời thấy. Cô không có ai ăn trộm ăn gặp ai hết. À vậy hả? Tính ra mình đi gặp xong bằng đây mình gặp cái mấy cảnh đi toàn là thứ nó tắc tình không á hả? Người đàn ông thì người đàn ông thì bác sĩ bỏ, còn cô thì chồng bỏ. Rồi hồi xưa cô kia cô Thao là hầu đám hỏi cái rồi cũng điên loạn luôn. Cô Minh cũng vậy luôn. Nói cái tình yêu đó ghê đó. Ha. Cô biết như thế, cô đi theo chồng cô vậy đó. Hồi cô còn nhỏ. Ông lên hai ba lên đây cô chung về quê.
không đưa mà màu trắng, không đưa màu xanh còn không đưa màu trắng được. Mà cô thờ cô để gì đâu này. Đây này cô này, đây này. Ủa hình ảnh đó của ai vậy cô? Cô bố của cô hả? Tao đồng tiền bảo bà để vô nó. Để thời mà đứng cô đi vô trong thử coi. Sao mà để cay rồi tùm lum vậy? Cháu hàng cô đó hả cô? Ừ. Đây nè, qua vô trong đó, đây nè. Phải không bà? Ba của cô đó. Ba hả? Ba mình tin cho cô đó. À. Cô cũng giống như cô Minh đó, ý là cô không có tâm sự được với ai đó. Cô đi chơi ở trong con còn đây nói với cô đang có thời gian đi chơi nhà họ đó. Dạ. Hôm trước cô lên đưa thêm cho con thế đó. Con vô con hỏi. Cô nói thì cũng hơi khó nghe quý vị bởi vì để tôi dịch cho. Để cô là người đồng bào Cà Dông đó hả? Cà Dông. Rồi cô nói sao? Cô nói đi cô. Cô không biết nói răng. Cô không biết nói răng. Rồi, ý là đó. Hả? Ý là nên tâm tư của thứ á cũng là đem cho công an bắt cô. À dạ. Con. Dạ hả? Tội gì vậy? Cô có nhớ chồng cô không? Cô không có sợ ai hết. À mà biêu cô bắt biêu công an bắt hu hăm cho cô rồi đó. Nhưng mà ý là cô không sợ ai. Có ai ăn hiếp cô? Có ai cô có nhớ chồng cô không? Không có ai mà không ăn hiếp cô. Đó mà đứa con biết cô để làm sao cho họ cái tiền. Hồi sáng đã nhà cô nằm ngoài năm xưa, cô không muốn nói ông trời thấy. Nói con cũng mình cũng nghe sơ sơ hả? Còn cái anh nghe được. Cái thau nước này để làm gì vậy? Hôm nay cô nó đi đây cha, cái thon nó nhớp nên cho cái cha cái thon nhớp nó. Hả? Để làm gì? Cô sao cha cái thon đâu có nước uống. À. Có nước uống chỗ này khô ghê, không biết làm răng nữa. Lấy cái này để rửa son đây hả? Ừ. Cô nói nhà nước nó có hỗ trợ, hỗ nghe, hỗ gặp con khăn, có khăn nước uống tới nhà tới cửa, cô không có nói gì. Rồi cô có ở đây rồi có ai tới làm bạn với cô ưng lấy cô làm vợ chưa? Có ai lấy muốn không, lấy cô làm vợ không? Không, cô không ưng ai hết. Hả? Cô không có ưng ai hết già cả. Ừ. Nhưng mà từ ngày chồng bỏ là không ưng ai hả? Cô không có ưng ai hết, có kinh họ đem thư mặc dài nữa, cô không có ưng đâu. Cô lo nuôi thằng nuôi của cô. À nuôi xong. nuôi thằng với nuôi cô hả? Nuôi thằng của cô. Thằng của cô đó. Hai ngày đó. Cô nghĩ trước. Cô ở đây cô có làm rẫy làm gì không cô? Cô có làm lúa không? Đâu ai làm mà ruộng bỏ hoang, ai làm nhưng mà phải cô ở khung đó. Cô vẫn làm. Dạ. Đó bà út này cô xong ác lắm. Đừng có tin bà. Đừng có tin bà út đó, đừng có tin làm chi nữa. Nó tầm bậy nó, đừng có tin bà út đó. Nói chung là cái hoàn cảnh của cô chắc cũng chồng gõ đó quý vị. Hay nói là chồng gõ là cô cũng điên lên luôn đó quý vị ơi. Thôi nói chứ, cho cô trước đừng có tin. Nó dọn rác qua nhà giống như cô Minh luôn đây ha. Ủa có cái máy quạt này mà sao đó. Hình như hư rồi ha. Đó cũng coi cô mua. Nè, bây giờ con nói cô nghe nè. Bây giờ cô dọn hết cái rác này. Cái ngày mai ngày mốt con tới con thăm cô nha. Mà nhà cửa con sạch sẽ. Nếu như mà nhà cửa của cô mà sạch sẽ là con cho tiền cô để cô mua đồ ăn nha. Còn nếu như mà cô không dọn thì con không có giúp được cho cô nghe. Nghe chưa? Cô nghe không? Cô rán. Chứ còn bây giờ mà ai dọn cho cô. Đừng có tin bà út đó. Mà sao lại cứ thích đem rác của nhà mình cô không hiểu quý vị ơi. Mạnh ở đó toàn thứ ác không bà út đó. Bà út lắm nó. Có nghĩa là bà con ở đây chắc cũng đôi lúc cô la lên này kia đó rồi bà con họ cũng ghét họ, thôi. Dạ, ghét mà... cô không có cần đâu. Chứ họ ghét họ la cho cô trước chứ bới cho cô trước. Sáng đã nhà cô cũng không dám nói nữa. Đừng có tin lời bà út đó. Út lắm nó. Thôi bây giờ con lên thăm cô chút nha con. Bây giờ con cũng thăm cô chút rồi con đi về đây nha. Bởi vì trời tới rồi đi đường này khó. Trời mưa nữa cô ha. Rồi cô bật đèn lại một lần nữa cô tắt thử sau có được không mà để con biết rồi con. Rồi cô muốn tắt đúng không? Tắt đây. Dạ cô bấm đi. Bấm đi. À, không được, cô đứng lên, cô đứng lên. Để tắt thử cho kỹ không là. Rồi. Gặp con điên, bà điên nữa. Đây. Rồi đúng rồi. Rồi bật lên.
Còn mình trồng cỏ này cho bò đấy không? Ờ à, đúng rồi. Đây đây đây, lúc này. Đây, lúc này. Đó, ờ à, đúng rồi. Dạ rồi. Ờ à, cô nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ rồi. Em là hai đứa. Dạ. Cô nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ rồi, con lên thăm cô lại nha. Ừ. Thôi chắc Hải cũng lên đây thăm cô chút quý vị ơi. À, chứ còn mà nói cô dọn chứ còn mình mà mình dọn lên là cũng như không, mà dọn xong rồi cô đem vô nhà, cô đem rác ra ngoài hết rồi có người họ cho cô tivi để cô xem nhỉ. Ừ. Được không? Được. À, được, cô dọn ngày mai cô dọn. À, bây giờ đi, bây giờ cũng tối rồi, chắc ngày mai rồi cô đem, cô hốt ra hết rác, cô bỏ trong cái bao ni lông đây con coi thử sao. Ừ. Được không? Được. Cô hốt thử đi, cô hốt thử con coi thử, cô hết cô bỏ thử đi. Ừ. Rồi cô cắt cái nó cho kỹ nghe chứ đừng hốt quang luôn nghe chưa. Ừ. Ừ. Đó rồi con hốt cô bỏ đi con coi thử rồi ngày mai rồi có gì con chở rác tiền cho cô cho. Rồi, có rác thằng trắng mà đứa con nít hôm qua ăn bò vứt bỏ cho nữa. À. Hát cho cô đủ thứ. Rồi cái rác cô bỏ riêng của da chai, da chai nó cô bỏ riêng để cô đi bán đó, đúng rồi đó. Cái cô dọn cũng được nhưng mà chắc cô cũng y của mình cứ thích đem rác vô nhà. Rác cái căn bệnh này đau khớp hít trên tay hít chân. Căn bệnh này trên thế giới cũng nhiều người bị lắm quý vị. Như cái tay chân lớn. Ừ. Mình nghe lời bà út bơ lâm nó. Ừ. Cô cứ đem rác ra ngoài hết, cô dọn xem cho sẻ đi nghe. Ừ. Ưng cho này họ cho. Cô đã hút rác nè. Cô chít được, mình cười hé 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 hả. Sung sướng. Con lên cho thêm gì nghe. Mình ăn cũng ngon, ngủ cũng yên. Họ ăn ngon, ngủ yên. Cười hé hả. Quần áo từ từ rồi. Cô bị quần áo trong đó cũng nhiều lắm nhưng mà đôi lúc cô mặc là cô không có nói được. Đó, đúng rồi đó, cô hốt như vậy đó ha. Cô hốt cô để ở ngoài đi ha. Còn không nữa thì đốt nha. Ừ. Ừ, còn không nữa thì để mình có xe rồi mình chở, ngày mai mình chở hàng hết xuống là mình chở cho cổ mấy chiếc. Đó, đúng rồi, cô bỏ hết vô trong đó. Đó. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Hốt rác bỏ riêng còn ba kia là để bán. Ừ. Chung giữ cái để bán. Rồi bữa nào rồi cô dẫn cô ra ở lại của mình là được luôn đó. Đó. Không, phải còn bà tin bà út lắm nữa, bà út bà ăn dài tóc cũng cô không có chứ ai bơi ai rồi rất dễ rồi. Cô dễ hơn cô Minh đây ha. Ông hàng xóm đây là ra hỏi rồi, ra hỏi rồi hàng xóm cũng không ai né hết được. À. Vô cô chửi banh xác. À. Nhưng mà người đồng bào là họ thở đây mà cô đâu có chứ ai trước đâu, họ chứ cô trước thậm chí mà đứa con nít nó là ngoan làm chưa, họ sang đa nhà cô đấy xem lúng hết trơn tôi này kia. Cô không dám nói cho ai, nói rồi họ vô nói mình cho ông cô. Như cái ông kia kìa. À. Như cái ông kia. Đó ông nữa đó. À. Ông là cô hay sao? Không phải, không nói để đó mình xử lý nơi rước. Ừ. Không biết thằng nó ông nói cho ai nữa. Chụp mũi quá anh Phúc à. Chụp mũi cái ngày nãy giờ cắt. Cô không có nói tầm bậy đâu. Yeah. Cô nói thực tế. Cô hốc sạch sẽ đi nghe. Mai là cô không có chó nuôi mèo để quý vị nhìn thấy tại nhà. Con đây cùng trùng con trùng của quý vị ấm luôn này ha. Trời ơi nó này cô đang làm nó bị gai tay chừng lên bác sĩ trường. Cô để như vậy là bệnh tật nữa nghe cô. Đi chung bệnh viện tâm kỳ không có tiền chung họ mới cứu chưa đây. Chắc mình cũng thăm cô vài lần tiếp cận nhận giúp cho cô ha. Cô mà cô ngoan cô hốc đi tụi con tới tụi con cho tiền cô nghe không. Vì cái hoàn cảnh này mình mới lên đây nghe nhà ha. Để xem sao rồi mình tìm một cách giúp cho con tới đây cảm ơn cô, cảm ơn lắm cô ạ. Ừ. Không mà cô cũng rất là biết biết hết rồi. Đây này trong này này. Cô thấy ngồi đi con đau lưng. Đâu rồi cô đem về giống như mua cái này ban cô hai cho ăn xong bỏ trong này không cả. Rồi, cô lấy cái bao đi nè. Đó, cô lấy cái bao này cô bỏ nha. Cô bỏ hết cho tao đi rồi có gì con đem con chở giùm cho cô nha. Đem bao mới để uống. Có gì đâu mai mốt đem cho cô và đóng bao rồi lên đây rồi cô đựng lúa đựng mì. Đó, cô bỏ rác vào đây nè. À, cô chọn ve chai của để riêng kìa. À, về chai là để riêng bán đó. Mẹ của con nữ nữa, mẹ ru mẹ đê của con nữ nó ăn trâu ăn cao xong đổ tùm lum từ nhô trong này rồi. Dạ. Hát có cô đủ thứ hành hà cô đủ thứ. Cô ơi, trong ở đây kệ họ nói gì nói cô đừng có la nha. Cô im vậy đó cô sống rồi bằng câu đây thăm cô dừng chừng nha. Thăm cô rồi lo cho cô. Cô có gạo thì mua gạo cho cô ăn nghe. Mua gạo cho cô.
Đó gạo hết gạo ăn cũng hết gạo rồi phải không? Đó gạo có chừng nữa đó bên ngoài đó. Rồi có chút xíu gạo à, còn hết gạo à. Cô mơn gạo nhà con tớ buộc sao non cô mới lên tá mới trước rồi cô ngoan đi rồi tụi con cho tiền cô nha không? Ừ. Cô không có lo gì hết á, cô cứ dọn sạch sẽ đi. Đó, trời. Ui trời. Ui mấy luôn á cả nhà. Ui trời trời, thôi cô dọn rồi. Rác cái mấy con gì đó. Có này có này. Một kiếp không? Bàn uống ghê, ui trời, trời ơi, có này. Không khác gì nhà của mình hồi xưa em dọn luôn á. À. Ừ. Trời ơi, có rác. Ừ, để bộ chắc quanh nhà ấy, cái mi của mình luôn á. Ừ. Mà cô thì cũng... thất tình đúng không? Thất tình luôn đó. Chồng bỏ. Tình là chồng bỏ với mi cô mình luôn á hả? Mà rác thì... Con đừng có nghe lời bà út hồi nãy, nó cô sống ác với hồ. Bác Phúc thấy... Cô đâu có sống ác với ai nữa. Nhìn hồ mình sống ác với cô rồi nữa. Quá kinh khủng luôn cả nhà. Nghe lời bần con yên, bà yên. Mưa chứ. Ủa mùa mưa là từ mưa nước nó có chảy vào nhà không cô? Chảy hết trơn trong nhà đâu có chỗ ngủ ở. Thậm chí ngủ nước mưa. Chảy tay tay cô tay mắt luôn. Đó luôn hết trơn tôn đi hết trơn. Trời ơi. Chứ tô đâu có chỗ. Cô này dễ hơn của mình nè. À dễ hơn. Đừng nói là biết nghe lời. Đây con. Con đi ba cuối, có cuối chúng đâu có tiền mua bếp ga, nhà cô cũng có bếp ga. Nhiều ngày không? À, đây là, sẽ có người nói, nó mình nghe, người nói, bây giờ không nghe đâu. À, ý là bọn em nói là cô nghe đúng không? Dìm anh, à. Dìm. Cô nghe lời nghe, để dọn dẹp rồi mai con mốt con lên con thăm là con gửi tiền cho cô nghe. Ừ. Là mình nói nhẹ nhàng, nó mình nô với bà không nghe đâu. À, nói như em là bạn nghe đúng không? Ừ, nghe nghe, nói như thế nào rồi bà biết. À, thương cô lắm đó, con nghe cô nghe. Ừ. Cô cứ dọn sạch sẽ hết đi, tụi con cho tiền. Ừ. Cô này hồi thượng gái chứ cô đẹp gái lắm. Ờ, cũng đẹp gái chứ. Thượng gái là tắng, tại lúc mà... Bà ấy đẹp gái lắm đó. À. Đừng có tin bà út và ông Lâm bà điên. Dạ, con không tin đâu, điên. Con tin cô thôi. Còn con đừng có tin. Về dạ. Nghe nhau với bà, đừng nói dạ. Ông lại. Dạ dạ. Ông lại bà là bà không nghe được. Đây này. Không nghe ai. Ờ. À. Bất cứ là ai là không nghe. Ý là nói lớn tiếng là bà không nghe đúng không? Bà nghe được, bà hiểu biết. Dạ. Dạ, giống như em nói là em vô nói dọn là cô dọn trong liền này. Trong đâu có thương cô đâu, trong chỗ cô chết từng giờ từng phút đấy. Đâu họ được hướng của cái thật ăn cướp đất đai nhà mình vườn tước nhà mình. Tội. Cô biết rứa. Không phải đâu cô, họ cũng thương cô nhưng mà... Không phải cô thương cô đâu. Thậm chí cô bị cái tai trường lớn ở dưới bệnh viện Nam Trà My này. Nam im một tháng đâu có, trong bên này đâu có ai đi đến thăm một mình cô. Chân này. À. Quá. Ừ. Cô cứ dọn sạch sẽ đi rồi tụi con lên cho thêm tiền cô ha. Cô không có lo gì hết ha. Tội vậy, phải vậy, nó tình yêu gì đâu. Cái này ở trên này mình cho tiền thì là họ không biết mua cái gì. Lúc cho tiền họ, bà con họ không mua gì. Bữa nào mình mua cua này, nhà có lý nghe thì mua giống như mì. Họ cũng cần tiền chứ. Ở đây mua có tiền rồi đi mua có xa không anh hề? Chắc xa đó thì. Đi bộ đó. Năm nay còn nộp tiền cho nộp tiền tố cô lấy tiền đâu nộp cho ai tăng quân chúng đi con rạp trong này không này mấy cái con này chồng nó của chồng từ bà trai mình xem cái này rồi mình thấy lại cái cảnh của mình nó mình thấy ông ớn thiệt luôn á. Hồi trước là dọn bà đem đi vô nữa. Hồi trước là nhiều hơn cái này luôn anh hả? Dọn đây một mình cu nè, cu với cu, cu. Giờ nó đốt sạch thế còn gà ngắt. Bắt đầu là cô lên cái bát đem cho bò một vô nữa. Ồ, đem vô nữa hả? Đó, thấy chưa? Đó, gọn gà. Đó, bỏ thêm vô nữa đi cô. Cứ bao giờ còn bỏ được nữa, gà. Đó. Quay thêm. Cô bỏ đi nghe, bởi vì nhà này thôi mình chờ cũng lâu lắm anh Phúc. À. Bây giờ em đang có việc dưới kia nữa. Là thôi chắc cô nè, bây giờ cô dọn đi nghe. Đến ngày mai con sẽ lên lại nhà cô nha. Ừ. Rồi đây con... sạch sẽ hết đi ha. Rồi ngày mai hạt ngày mốt con lên mà nếu mà sạch sẽ con cho tiền cô thêm ha. Bây giờ con gửi cho cô thêm nè, để cô mua đồ ăn nghe. Đó. Cảm ơn nha. Dạ, cô cắt kỹ dạ, chưa? Dọn hết bên trong luôn nghe cô. Ừ. Dạo hết bên trong luôn nha. Cô chỉ ưng nhà nước phải cho cô tivi cô ấy kìa. Cho cô cái tivi hả? À. Cô muốn nói con xem mối ăn cũng trên nhà nó cũng dám ngủ nữa. Bên em bên này sợ. Tivi. Mua cái tivi cũ cũng được đầu điện hay gì. Thôi,
có ai để cả. Tuy vì mới, tuy vì cũ là hư rồi, không có ai biết sửa. Có cúng hết ở trong đó hết, cô giữ. Mà này tí tí cắt đi cô nha, chứ không người ta vô người ta lấy á, người ta quay quá. Có tiền là cô cắt ở trong đó hả? Đây là cô thờ ba mẹ. Thôi không có ai làm ba mẹ đâu. Có con như y không có dâu như y không có quan tâm đến mình đâu. Hằng nói ta chết thằng mua gì. Hằng không ngó ngang chết tới, không tới thăm. Đây là y chán cô. Y đàn hình nha, tôi cứ tin, ui chị thì lâm nè. Anh em hoa trăm mà tôi qua ta bị bó ngay. Nó lên ba tháng hè này nè. Thậm chí thu hàm do áo điên, nó có ngang, tầng có ngang rưu, áo bây châu dư. Bro luôn, nó có ngang luôn. Cái tương ai dư. Áo bây tôi không chụp chốp rồi vâng. Ông trời có mắt thấy. À, con đi cô ơi. Cô dọn dẹp đến ngày mai là con lấy lại nha. Cảm ơn nha. Ngày mai cô quàng lại nha. Hết cái nhà luôn nha cô. Dạ. Thôi cao áo có chừng nữa hết hôm nay mượn còn có con tớ nữa. Dạ, sao dạ, lên trai thân hôm nay như sao rồi, cô ít cho quý vị để biết cô giữ tiền được không mà là cô mắc rồi. Cảm ơn. À, con đi nha. Cô cứ quay cô dạo hết đây qua con lên con cho mấy anh mấy chị lên đây em gửi cho quần áo mặc nha. À, đây đây bà nhà ơi, lên trên này bà con cuộc sống còn rất là khó khăn cả nhà ơi, mở được không chưa giúp đốc đấy. Kéo mạnh này. Em sao? Anh có lấy quần áo ở lại lấy luôn anh ha. Đây đây đây. Ở đây thì bà con chắc cũng đây. Ôi hôm nay mình quay đem cái máy hất tóc lên giờ nở luôn rồi. Ôi trời. À, mình lấy bớt một bịch nào đó. Không lấy đẹp đó, đẹp quá đẹp, quá đẹp đó, quá đẹp quá nhiều luôn. Dạ 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 bác cứ vô bác lựa đi bác ơi, cứ vô lựa đi. Dạ rồi qua mai là ở đây là họ bữa nay họ tới chưa đủ đó, mình cứ để tại vì có nghĩa là mình lấy để cho người ta xài đúng có mục đích chứ nhiều lúc người ta kể nhiều quá kể không có. Cứ để họ lựa. anh này lựa nhiều đó, đẹp phải không? Đẹp không con? Ngày nữa đấy con. Thích màu trắng không à? Đi về đi học con à? Nhìn tới bố này bố lo già này. Dạ. Dạ. Vậy à? Vậy đi. Lừa đi. Lừa cũng vừa. Lừa đi, lừa đi, lừa đi con. Đồ này vừa của con không? Dạ. Con học lớp đẹp không? Con học lớp lấy cái ra mặc coi. Con học lớp mấy rồi? Lấy cái ra mặc. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3 hả? Rồi đây nè. Một cái áo à, cái áo của gì ta? An Phước, An Phước. À. Đó, hồi xưa mà mua cái áo. Cái này là của gì đây? Một bình lương á. Áo này là của gì đây? Tì xa gì đây? Nhưng mà cái nó may y chang vậy nè. À. Nó may vậy đó, nhưng mà có cái đường ái vậy. À. Mua cái áo triệu mấy bạc tuần lương á. Ta nè mặc rồi, ô, gì không? Ồ, quá đẹp luôn, áo quá mua đen luôn. Mặc chứ, gầy áo luôn vô đi. Lớp 3 hả? Lớp 3 là cũng lớn đó chứ. Dễ thương quá. Ồ, cái này Mickey chắc đẻ gái con nha. Ổ xanh đẻ gái. Quay vô mặc áo. Áo đỏ là... Để cho chị gái đẹp nè. Mặc luôn vô đi con. Đó như đó là được.